Chào nhà, bữa nay không có sông Bắc tem mình xuống kinh mò dẹm chịu làm món cả nhà ơi. À, chưa biết em. Mà có mới được. À, chưa nắng quá. À, xuống sông mình tắm cho nó mát. Sáng mò vài con dẹm mà chiều mình làm cái món gì luôn. À, cũng xin chào cô chú và tất cả các bạn. Mình xuống cái bến này. Bến này có cái cây, cây này cây sọp. Cái dây nó thòng xuống cả nhà thấy không? Này cái rễ nó thòng xuống chứ không phải cái dây. Hồi nãy nó nực rồi, dắt này nó nóng rồi nè. Dạ. Sớm rồi kìa. Ốc, bấm bấm điện cho khô bớt kinh nha. Thôi. Nước nhiều quá à. Thôi để vậy đi. Sớm mà cũng có đi câu cá. Rồi không có gì hết trơn. Giờ mình xuống sông mình mò thôi. Rồi bắt dẹm bự á. Dẹm bự hả? Trời ơi, cái bãi này mà còn không có ốc nữa. Mắc lặn mới được hả Nam? Lặn con cái này nước lớn à. Mày lớn nó có bự không? Lớn à. Nó lên gì? Ôi. Ê. Bỏ cái nón ra lặn mới được chứ. Con để nón là mất tiêu luôn cái nón đó con ơi. Năm đại thảy giùm con cái này. Bên này đâu có. Bên này đâu có ngày lễ đâu mà dựng trò kìa. Nhóc hết trơn á. Trời chết rồi. Để mình vào đi. Vui quá, vui quá. Ôi mát quá cả nhà ơi. Để mình nực chắc này cho mình. Ai lại trồng xanh lại. Luôn sao chú ai lại theo lại tôi cho bà cũng một nấm à cũng nấm hả ai. Ồ cũng mau mà. Ồ đang con dẹm chết hả à. Dẹm này là bóp không xịt nước là nghe cả nhà tại chết rồi ơi ơi dữ à. Ủa cái đáy gì cái dịch chạy khơi dữ vậy? Ai vậy ta? Lặn bộ cái mông nó nổi lên làm sao mà đạp dữ vậy nhờ? À, đang ủi. Thả cái láp xuống. Không được, ủi. Cái láp gì chạy dành cục đá hay gì? Đưa cái đít lên trời không à? Xì hơ ra bớt. Để nó nổi lên hoài á. Sao mà lặn đưa cái đít trụi trụi lên trên không à? Đây là cây gai mà Dương. Cây này lúc trước thì ít lắm. Còn bây giờ thì rất là nhiều tại vì cái hộp của nó rớt xuống nước nó trôi theo nước nè, nó lên dữ lắm luôn. Ôi trời nó bà móp cái hào đó chú. Đừng có tay của ai vậy trời. Cha ông già vợ đó con. Út quá. Đúng 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 chữ thề kỳ đúng. Chữ thề đâu. Ôi dồi ôi chàng. Ôi màu ha. Sao không? Để mình lặn dài hơi cho nó mát mát cả nhà. Một chỗ một cần gì đi xa. Không đi đâu đi, đưa đưa cái lại đây. Kéo lại đây. Chết nhóc cho vậy. Đưa cái thao lại mà ngăn gì được. À, gì? Chắc con khỏi lặn cầm thao nữa con đưa gì luôn rồi. Ừ. Rồi. Chỗ một cần gì đi nó đâu xa. Quất một hơi cho nó mát coi. Ngoài lặng mệt lắm. Không nước này dài gì nữa. Ôi dạ. Con này giỏ. Mò đâu sát mà dương dữ. Cái này nó bự bự. Bỏ lặng lắm rồi. Dùm trời này nấu cháo ngon chú. Ngon chứ. Coi như thôi. Hả? Mà ngon lắm. Để con bóp ra xịt nước không? Xịt.
Sao con này nó không xịt nước nè? Nó sống là xịt nước nè. Con bóp nè xịt nước con ơi. Ôi, hiện tại không bóp xịt nước đâu. Hiện cò không xịt nè. Có con xịt con không chú? Không, con cò nó dày. Bóp luôn nổi. Nãy giờ chú có mò mấy con cò chưa? Nhóc ít năm ơi. Để em thử nha. Ôi mà vừa quá. Cái dương mà lên cái đó kìa, cái đó tao trống lỏng luôn. Đồ mình hả? Đây nè, cái lỗ này nè. Ừ, lên đó cũng được, gì đảo đảo xuống đi, đảo xuống cái dứt ra đó chú. Chứ ở đây nuôi mà dương không nè. Đây nè, chỗ cái nền mái á. Chỗ nền mái nè. Đó nuôi mà dương nó đâm đau quá hả? Hơi nào cũng có hết. Có chỗ nào trống thì mò. Đây nè, nghe chẳng dò con lượn hết trơn. Ừ, căng gì đi đâu xa. Mỗi đám mua mai dương này, mỗi đám mua mai dương đi, mò trong mé này. Trên nấu cháo này nè, nấu cháo này dẹm dẹm bự, làm tốt. Đi sao không? Thịt nó nhiều. Sao không được, trên này có thịt nhiều được. Ừ. Cái nào? Đó, xì nữa có. Trời ơi. Vậy mà chú còn đằng đạn bớt nữa. Nãy giờ con coi rồi, con nào chết là dọc quá. Ngốc lặng đội nón không à. Con sợ hồi nó mất tiêu cái nón. Dạ dạ. Quá chi sao. Nãy giờ thằng Thao. Còn ấy không? Sao cái con kia bây giờ không còn nhiều nữa hả cha? Nó về bố con nhẹ. Cái con tròn tròn á cha. Cái con nó ăn nó ngon lắm cả nhà. Mà xua nhiều lắm. Mập trắng phiếu à. Chỗ này diễm cờ không gì tờ. Ờ nó ngon. Hả? Ừ. Cờ không hả? Con đây nè. Con đây nè. À dữ. Mở đây gần đại thao. Trời ơi, vàng hay gì ta? Trai, tưởng đâu vàng chứ. Mò dám dính vàng. Được chưa chú Út ơi, thấy nhiều quá. Mới rồi, nấu cháo nhiều nhiều. Nấu nồi cháo hoành tráng luôn hả? Cha mình lặn. Mấy con tròn tròn vậy chứ. Nó không có ngon. Tròn là bắp chuối đó phải không cha? Đây chứ, chứ mà có chiếc xuồng. Chiếc xuồng này, cái xuồng này là xuồng xuồng lượng. Cái xuồng lượng. Xuồng lượng cả nhà. Xuồng lượng là cái đó là người dân tộc ở Campuchia người ta xài nhiều. Ra cái bản gì hộp bằng lòng đi em anh về quê trước má bên lên liền gì cái xuồng ba lá gì đó hả? Đừng không chú nói tắt ngang sao tôi thuộc. Có bản gì mới đúng. Bản gì mới đúng chứ. Gì rước dâu bằng xuồng ba lá. À, đúng rồi, ba má ngồi hai bên. Anh ngồi ngồi ở công xuồng gì đó. Ở giữa ăn dầm. Ăn dầm. Quá hay ông ơi. Tại sao ngồi ở giữa ăn dầm vậy không? Không bơi ăn dầm. Dầm ai ngồi ở trước có ông già bơi hả? Ừ. Trẻ ngồi ở giữa ăn dầm. Dựng ốc hay quá. Lâu lâu trẻ ngồi giữa có lần một cũng đòi ăn dầm đó sao? Lỡ nghe trẻ là bị gãy tay rồi sao? Vậy cũng cho ăn dầm luôn sao? Anh xui. Tha đâu rồi? Thôi, lên. Lên được ốc ơi. Thấy nhiều à. Đủ rồi. Chưa đủ. Trời đang nhóc trên. Dậu. Này lục bình nè cái nè. Như đây mình nấu ron gạo vừa. Rồi. Mình ăn á, thường thường lục bình là mình ăn á, mình lựa những cái tốt hơn á. Cái này nó ăn không có được. Cái này nó già quá. Có mấy bụi đó chắc nhỏ bất được cộng hay cộng. Nó độ này dễ quá. Hết hồn, bất ngờ hết hồn. Tính được cái gì vậy vô lượng. Được rồi chơi, nhiêu được rồi. Dầm mơ mốt mình chiều bệnh. Để mơ mốt mò nữa. Thào luôn. Cái này thấy không chú Út, cô nói nó chắc ăn à.
À, bén lắm à. Thấy cái cây vậy chú? Rồi, nè. Cây nè. Vậy lên. Cái xúc này là con hột mít nhiều nhất. Bắp chuối Dương Út phải không? Chuối. Bắp chuối. Người kêu Dương Út kêu bằng hột mít. Mít ha. Hột mít. Này con ngốc mà họ thả ngốc coi nè. Bữa nào rồi giờ đầu mình là lên cả nhà ơi, đã nói cái câu gì? Về sông ăn cá, về đồng ăn cua, mà mình xuống sông mà sao mình không ăn cá ha chú? Bắt bắt cua cua kẹp và bắt rùa rùa bơi ha. Mình không ăn cá mình ăn dẹm cả nhà. Sông ăn cá, về đồng ăn cua, bây giờ mình ăn dẹm đi. Ê rồi. Rồi rồi rồi. Hết rồi. Hết rồi. Ha, nhồi ha. Chạy. Chụp lên. Cái mò nãy giờ mà. Chụp cái mò nãy giờ muốn chết. Ngạt mũi muốn chết luôn đó. Thôi, mình lên đây. Rồi. Rồi, mò xong rồi cả nhà ơi. Ở dưới thì lạnh. Lên thì nắng lạnh quá cả nhà ơi. Ấm không Út? Chưa đã đứng chút nó mới ấm vậy. Em nhỏ lên trước bưng cái thau. Gần tới nhà mình đắng luôn. Không, cái này tôi nói chắc anh. Cả nhà ơi, ốc mình ngâm sáng mình mò tới giờ, giờ bắt đầu mình lột á. Cái phần dẹm mò sớm giờ cả nhà qua chương trình bữa nay thì mình chế biến dẹm nấu cháo ơi. Coi như thế nào. Bà mình đang chắc chút loại lộ bộ lên cả nhà. Làm trước đi, năm loại sau. Nồi một đủ hay sao chưa chú? Nồi ấy thì bắt lên nồi nữa. Thấy nhiều rồi thôi, ít bắt lên nồi nữa ha. Dụ ha. Mình lễ cái đi, coi cái. Rồi. Bưng đắng đi Út ơi. Tôi gỡ nè. Rồi, bưng cái lọ nữa. Ủa, không có nấu lò bên kia hả? Lò bên kia nồi cháo. Ờ nồi cháo làm bự nè. Nè nè nè, nồi nhỏ cháy nó không đủ được. Đây là nhỏ, nè. Nó bị lâu quá. Gần gạo cả nhà. Dẹm mình phải gần gạo mới được. Để cho nước nó trong. Dẹm thì nó gạo nó nở. Gần nở ra thì nó nhừ. Gần gạo thì nó thơm không phải không chú? Thơm. À, cái dẹm này cả nhà ơi, mình ăn tranh thủ ăn cho sớm. Tại vì bụng cái tem của mình không có ai tốt hết trơn á. Tối cũng sợ nguy hiểm lắm. Thôi tranh thủ lật sớm nha. Mát hàng ngộ hàng tất tử ha cả nhà. Làm vô chừng 3 chai rượu rồi nó hết hàng. Vài 3 ly vô là nóng hực lên liền. Dễ nó muốn rượu. Mà cái nợ cũng đốc hết trời á. Gạo mình rang cũng vàng. Đổ vô cả nhà ơi. Chút đổ vô nồi cháo. Nồi nước chứ giờ chưa gọi nồi cháo không chú? Nồi nước. Rồi nắp dung. Dạ, nó không để nữa chú. Ồ nó bung ra trơn rồi. Ừ. Nè mày con này. Mới sốc. Rồi khuất ra. Xong rồi. Chắc với mình gọng sáng giờ nữa. Vắng mà còn sợ chú khuất. Rồi đổ luôn đi. Rồi sốc. Quá đầy rồi. Nó chín hết rồi. Ừ. Nã miệng khỏi chắc. Chín vô. Giờ bắt đầu mình lấy cái ruột nó ra. Thấy ớn luôn. Thịt thấy ớn luôn rồi. Thấy ớn vậy. Thấy ớn. Mập. Thịt nhiều chứ sao thịt ớn được Dương Út. Muốn ăn ớn à? Nó có cái gì đâu mà ớn. Có chứ. Nè, cho tôi lại đây nè.
cho để trong cái mé này nè, cho phành ra cho coi kỹ lên coi. Nói tôi ớn không? Phành ra. Vậy thì không phành ra chứ. Ôi. Cháo xôi hả gì Dương chú? Rồi. Gì? Nấu lại gai thôi chú ơi, chờ ba con lên. Thì lại gai đó. Ba mình bận mất xịt mấy bình thuốc cả nha. Xịt xịt lúa sao nhà. Thôi giờ dùng xịt này mà húp cháo cái còn gì bằng ha. Tắm xong ha. Ê mệt mệt chứ. Cháo đi. Làm mấy chai nữa hết ra. Thôi thôi. Cái này mà phải dùng tay mình lấy chứ. Này mình lấy nước lấy nước con dẹp mình rửa luôn ha cả nhà. Mình nấu nó mình lấy nó mình rửa luôn. Nước nó còn nóng nè. Ừ. Với nước nó ngọt á. Rồi em rửa. Rửa luôn cái tô này luôn. Rửa luôn, rửa luôn. Rồi, hai tô luôn cả nhà, quá nhiều luôn à. Nồi cháo này là dữ lắm luôn á. Mình phải dùng tay làm gì. Cháo sôi ồ ồ luôn nè. Ba tiến hành bắt đầu mình bầm mấy con bắp chuối với dèm cỡ, mình lựa mấy con bự mình bầm nha, còn mấy con nhỏ thì mình khỏi. Còn gần chút mình bỏ vô nồi cháo cho nó ra cái chất gần á, nó thơm với ăn cho nó nấm cái bao tử, ấm bao tử mình lại á, vì dẻm nó rất là hàn. Hôm qua là móng thổi mà quên cả nhà ơi, bữa nay thổi coi như thế nào ha. Công trình chiều qua làm cái này mình quên cạo da phải không chú? Hỏi cạo cháy rồi. Quá kết quả hỏi trên chảo rồi cho nó bụi bay á. Quá hay. Rồi cho dầu vào những ốc đi ra thì cướp cha mình không biết xịt rồi chưa nữa. Nóng rồi chốt rồi. Rồi cho hành vô. Tỏi. Tỏi vàng rồi, hành mình phi hành cũng vàng rồi cả nhà ơi, mình cho cái tép bầm vô. Dẹm bầm. Rồi đứa con luôn ơi. Khô gan hả chú? Để trên gỗ á, để lâu lâu. Khô. Mình lấy cái chất bầm cho ra nó ngọt rồi. Rồi nêm luôn. Chút chắc cái nồi cháo chắc ngọt dữ lắm á chú rồi. Ngọt nó mắm lên coi nha. Quá xa. Tối nay chắc khỏi ngủ. Sao vậy? Mát lắm hả gì cháu? Mát. Cha của mình nhìn thấy yên lắm xịt xong mình lên tới sao chưa biết nha. Cha mình nhổ lên bụi hành nè. Đang chút mình để vô. Cả nhà ơi, bữa nay bị đất sâu lá lúa quá trời thành ra phải đi xịt mới được. Đó. Lên hơi trễ mà xịt chưa rồi nữa. Rồi dùng út xuống rước thành phải đi mới được. Chống nước không đi đây rồi chú Út với vườn Út đây là bắt đầu là nói à. Có la không? Chú Út? Không đi có la không? Không, vậy hả?
Vậy hả? Biết vậy nãy tôi ở dưới được cho rồi rồi. Năm ơi, tới lúc ăn mà không lên là la thiệt à. Trời ơi, vậy mà cũng nói câu trước nghe được, cái nói câu sau cái rồi. Bự bự không à. Rồi la nữa. La là tại sao ăn không kêu bắt năm á. Không có đâu, cái này hành của nhà nha cả nhà ơi. Ủa sao? Để gần vô nè. Để gần vô kìa. Nhà cũng sang rồi, mình để tiêu vô. Rồi mình để thêm miếng hành lá cho nó cả nhà. Rồi mình đổ vô cái nồi cháo. Phụ gì không? Nóng à. Wow. Phụ ơi. Phụ cho, để lấy cơm coi. Lấy cơm chuột tỏi coi. Gần. Đây. Gần trộn vô luôn hả? Đây. Không. Nè. Vô luôn đó. Rồi đó. Để cái này vô trước đi. Ừ. Rồi. Đó. Quá xa rồi. À. Chàng quá. Không rồi. Chàng đâu. Con đem gần vô luôn. À. Còn dính bên đây nữa nè chú coi. Ừ. Ừ đó. Cái gì thì em lắm rồi đó. Vậy hả? Rồi. Ừ. Cảm ơn nha. Có cơm thì thưởng, có tội thì chân. Tôi đâu có tội. Vô luôn ha. Ừ. Vô luôn đi đó, gì nó mới tay sạch. Cháo này đi ngâm đi để đâu còn làm gì nữa phải không? Xong rồi đó năm ấy. Nhìn nêm nếm xương lại cái nữa đi, hái mớ rau nữa là mình giống người cá thịt bằm dữ vậy. Mình sao chú? Chưa. Miếng nước vô đây nè, nấu cà rốt cá coi. Nước cháo á. Để hơi ấy không chín nó. Ừ, nó không chín. Rồi mình để củ cà rốt vô ha cả nhà. Thì cháo nó xanh xanh, xanh đỏ đỏ hả chú? Cháo không thể nào thiếu cà rốt. Có màu của mè. Xanh đỏ đỏ chấm nhỏ. Rồi. Rồi. Ok. Xong. Vậy mình ra vườn mình hái rau cả nhà ơi, để nồi cháo cho ảnh nè. Hái mớ rau đó mình để vô mình nhúng vô với cháo. Hái cải đắt nè. Đây phải không? Đó đó. Đúng rồi. Hay quá ông Năm ơi. Ôi trời ơi non. Non lắm hả chú? Ừ. Có lý rồi. Nè. Ừ, im sáng. Ôi này cái gì rồi. Ừ. Mình lấy luôn đi. Cắt ngang luôn đi. Cái cây cải đắt nó gì cả nhà? Cải đắt nè. Ừ. Để cho cả nhà, nhà cũng cũng hỏi cây cải đắt làm sao. Mình hát ngang cái đọt non gì thôi. Cho nó đâm cái tược khác lên. Gầu chàng dưới đây nhóc chân nè chú. Bữa nào lấy cọng gầu chàng hấp cá bữa ơi. Này có ai ngắt rồi thôi. Dạ thì mình cũng mình ăn thì bà con đây người ta cũng có biết ăn. Thì người ta biết trước hơn mình rồi. Này cũng ra ta hát ai. Cái này mình nướng cá lóc mình chấm ăn ngon lắm. Còn ăn coi thử coi không biết sao cha tôi có ăn. Tôi cũng được nhiêu ấy à. Được rồi. Cái này có mưa nó hơi non nha cả nhà. Xèo luôn. Có mưa hơi non. Mưa đâu anh tên tưới á. Tưới nước á. Giờ mưa nữa. Quay. Có anh chủ vườn anh là anh tên mấy hôm trước dùng cháo rồi với mình rồi đó. Sáng giờ gỗ bánh lên làm chén cháo. Trời đi lên đây. Mình ơi. Dạ. Sao giờ này đói quần coi nó tuột rồi. Mới hai gà một chút xíu thôi ăn đói quần tuột rồi. Anh chảnh mình dùng cháo luôn đấy, làm vài chén coi. Hồi nắm em cũng mới làm vài nè, có gì đâu. Mình quê mà. Đi đi luôn đi anh ơi. Si bữa nay quên nó gì vậy? Nó chạy lạng à. Nồi lẩu mình cháo mình múc lên cái bếp lẩu như nè. Quá đầy rồi. Để lên bếp ga. Quá xá rồi.
đứng ở dưới gió mà thấy cái mùi nó bay thơm thơm rồi đó. Thấy cái gì đấy? Thơm không con? Thơm lắm rồi đó. Dạ, được rồi, thơm rồi, được rồi. Có lấy cây tiêu gọi không? Đây. Thấy chưa? Đó, đó. Cháu thuộc gọi cháu quý. Thiệt à, cái này là quý nha anh Tên. Thấy à, thấy à, phần à, mấy bữa gài cũng nóng, ba bữa gài nóng nực quá cả nhà ơi. Thì cái tem mình xuống mò dẹm mình nấu cháo dẹm cũng đã chín rồi, mình nhúng cải đắt rồi mời cả nhà thưởng thức như thế nào ha. Trong thành phần bao gồm là củ cải đỏ, trước tiên là dẹm, sau củ cải đỏ, hành, cải đắt rồi gần, đây bên đây mời gần cho tớ mau tiêu em cả nhà. Cái quan trọng là cái rừng á, gần mau tiêu gần, tại vì con dẹm thì nó mát, nó hàn. Đúng rồi con. Mình phải gần vô cho nó nóng, nó kiềm chế lại. Bây giờ mình hấp miếng đi hả? Ừ, tự nhiên anh Tán ơi. Cái này cũng làm giờ đi cũng đế ha, cho nó tiêu quá. Sợ nó mát quá, hàng ngộ hàng tất tử á nha. Phải không anh Năm? Phải, bữa nay tôi cũng không dám sao để nói nữa, bị gì tôi còn hai bình thịt nữa. Dương Út nói nó ra ngoài đây nè, Dương Út cho cha con nói vô. Nói vô cái trời mà. Hả? Nhiêu đây đủ rồi. Nhiêu đây đủ rồi. Dính rồi. Chú có nay chú thông cảm cho tôi đi. Dính nè. Ấy nồi cháo thêm vô. Ấy nồi cháo thêm vô con. Để nước thêm đó hả? Ờ rồi, nồi cháo xô lưng. Nồi cháo xô lưng. Để nhỏ xíu. Nồi cháo còn nhiều lắm cả nhà. Mình quậy mình sợ đóng bếp hàng. Đây. Bảy tay rồi. Bảy tay. Thế nào cháu dạ mình thèm không cả nhà? Cháu này là cháu con bắp chuối. Con bắp chuối với con dẹp cờ. Thôi chú Út nói mà cả nhà cũng dùng trước. Rồi dùng trước đi. Quá đói rồi. Dùng đi vào trên tên. Dùng để cháu tem. Rồi nhúng rồi đang nhúng hạ. Ờ, có rồi vậy là ra quốc được rồi đó. Để vô là nó ngon. Để vô đây nè, mình chụm cho heo heo à. Cái đất à nè. Sao gom dữ mấy cha. Nói mấy gung á, mày nói gung còn tụt không? Mời cả nhà, cháo dẹp nấu nhúng cải đắt. Mời cả nhà nha, mời cả nhà nay lên Minh ăn cháo dẹp với cải đắt. Thôi rạc cho mấy nước mắm vô. Ốc. Này mình chấm nước mắm trong. Mình à, mình nặng quá mình cứu không được. Thử 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 thử. Cứu ra chưa? Ha? Cũng ngon lắm xong. Trời ơi chú để cho tôi ăn đi, cứ nói hoài sao tôi ăn? Chọc quá sao ăn. Quá sao ăn. Đây, mà cái tập. Quá. Sao rồi Út? Được. Ngon. Ngon chú Út ơi. Ngon. Mời cả nhà ăn. Tôi mời trước của tôi là trước liền. Nóng hả Dương Út? Mắm vậy mới ngon á. Rồi cháu Tên ơi, mình ăn miếng dẹm. Cháu dẹm không thể nào thiếu sữa. Cụ đế. Riêng mình đâu? Ở anh. Nè Năm. Vô Út ơi. Cho dần dần nhỏ, cho. Em chịu rồi. Nhỏ. Lâu quá rồi. Thôi, mời cả nhà ly uống đụng với cho Tên. Làm ly đi. Định làm. Dằn lại liền á. Ủa sao nó cay quá ta. Uống rượu á. Cải này nó bùi. Đã. Cải đâu này non rồi con. Thử lên tên. Hai lần trước không có lần nào mà nó ăn non như lần này chứ. Nhà thấy không? Không phải non nó xanh cái năm trước mút. Đợt trước á nhớ không là chưa có giải phân mít mà mít nhỏ mà này chưa có mưa nắng nữa nắng cái này mưa xuống nè với sao giải phân nước phân nó tôm ra cải bùi không bùi cái cái giòn ha. Có lần dẹm thì nó béo, bóc cái mùi gừng thì nó thơm. Phải rồi đó. Thì nó giòn ha. Kiểu này giống mai mốt chắc hết có gạo quá. Anh đèn nhánh nó bữa nào cũng làm lên ra. Ngon mình rồi thơm, rồi đắt cái ngốc. Sao sao Dương Út? Em ru Dương Út. Ngon này hết nói được. Nhưng mà tập. Ngon thiệt chứ mới nhức nát. Ngon thiệt à. Cái nồi cháo chiên trước anh lên ăn đó, nồi cháo đó là cũng có cải đắt nữa mà nó không bằng nồi cháo này đó. Có cải già. Với lại bữa đó mình nấu cái, nấu cháo gì hả anh ta? Bữa đó mình nấu. Bữa nấu cháo cá lóc. Ừ, cá lóc. Cá lóc là như cũng cá lóc tắc hầm thôi. Cá câu. À, cá lóc tầm câu. Quên lâu quá quên cả nhà bữa. Này, cái nước ngọt. Ngọt.
ơn nha. Cái đợt rồi nó tôi xin cho nước ăn gì làm cái gì nữa kìa. Con nói chú là ăn đâu có hết đâu mà. Rồi vô à. Đem hết ly hả? Dạ. Hết hết chưa? Cái cải đất này mình lên vườn sau này mới có thôi chứ hồi trước đâu mà hai vụ đâu có đâu nè. Đó là không có luôn. Cứ lên vườn là có nè Út. Lên vườn là có. Không ít thì nhiều. Trước mà lúa nó mọc trên vườn thôi à, chứ là đứa bờ mẫu lúa nông rồi đó. Bờ không, bờ mẫu không có. Cao cao cũng không có luôn. Thôi vô con ơi, để hồi hết rồi con à. Vô mình ơi. Hồi cháu bự quá mà. Hồi cháu bự lắm. Biết giờ chưa? Mấy để đi rồi vô ăn giờ chán đi mình ơi. À. Bầm thì có bầm, còn mấy con còn nguyên nữa đó cả nhà. Quá lâu lâu ăn thấy em dẹm thịt nó ngọt. Cháu dẹm ngon quá. Ngon nhất là cái cải đất. Cha ăn lần đầu hả cha? Thấy sao cha? Lần đầu tiên cũng ngon. Tại vì quan trọng là chủ vườn có ăn nè. Thời gian trước á là không có. Còn bây giờ lên vụ ba làm vườn đồ á mới có cái loại rau này. Non đó mình. Dạ. Non ngon. Nhìn là sớm hái cũng biết ngon hơn đợt hổm rồi, non quá non. Dạ, nó dai. Câu cá tay tượng lên mình thấy ra nấu cháo thấy rau này ăn cũng được chứ. Được, chưa chơi cây rau này đó. Bữa đó cái máy của chú để vô trong cái sim của chú để vô trong máy kia. Rồi nó đổ chuông nhỏ quá không có nghe được. Đó, bị cái máy của căn em con nó tặng cho tháng năm. Mà bác năm dốt, đâu có biết xài cái máy đó ra làm sao đâu. Bởi nó cũng khổ vậy. Xài mà cái gì mà nó dễ xài như cùi bắp đồ đó là dễ lắm đó. Cảm ứng hả? Ừ. Hôm nay gấp chắc ruột hoài không biết. Rung tay dữ vậy ta. Kỳ ta nữa. Ừ. Ăn trúng miếng gừng cay cay ngon. Đấy, người ta còn nhỏ mấy ông mạnh với em nấu cháo á. Hôm nay mình phụ thêm gừng cho mà cho mau tiêu, còn em thì nó mát. Ăn xu. Bữa nãy gì? Bữa đó tắt dồn rồi cá rồi em. Rồi cá rồi bên mấy rồi sao tắt được? Cùng luôn đắp đắp. À đắp cái đắp. Nó chẳng có cái bờ đê mà quá cái mương nhỏ mà sắp tay chẳng được luôn. Giờ mãi giờ cũng khá khá cả nhà. Nhà. Dèm cho bấm ớt. Mấy con dèm bự nãy mình chừa lại đó. Phải nói ăn nó dai. Để chú Út nói dai như sao? Nó dai như thịt gì vậy? Thịt heo tôi không có ăn mà thịt bò phải không? Nó da gì đó. Thịt bò, đúng rồi. Thịt bò da hả? Bò da nữa. Bò da chứ phải bò non nữa. Bò da nó chịu chứ không á. Nói chung mình thôi à. Quá cả nhà. Bây giờ mình ăn bò tơ. Sức mồ hôi giữ Út sức mồ hôi giữ Út sức mồ hôi á. Quá. Đây không đổ mồ hôi. Thôi giờ video cũng khá dài rồi, chắc mình cũng xin khép lại đây, hẹn cả nhà video sau. Cả nhà xem thì thấy thích tem của mình á thì cả nhà hãy bấm vào cái nút đăng ký kế bên nhà cho mình một like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem á. Tem của mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thầy sao chú? Cái tem của mình thì bữa nay dùng cháo cả nhà thì cũng đã cạn rồi ha. Thôi xin tạm dừng, hẹn video sau. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi mình cũng chào nhà luôn nha.